Sáng ngày 9 tháng 11, Hội Cựu chiến binh huyện Vũ Quang đã tổ chức hội nghị học tập quán triệt chuyên đề năm 2021, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về phát huy ý chí tự lực tự cường, khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh hạnh phúc và tập huấn công tác hội. Dự hội nghị có các đồng chí Nguyễn Quốc Việt, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh, đồng chí Nguyễn Thiều Quang, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, đồng chí Trần Bình Lâm, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, đại diện một số ban xây dựng Đảng huyện ủy theo đó đồng chí nguyễn quang điền trưởng ban tuyên giáo huyện ủy đã truyền tải những nội dung cơ bản của tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh đồng thời nhấn mạnh về ý nghĩa lý luận thực tiễn một số giải pháp về thực hiện phát huy ý chí tự lực tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc để từ đó nâng cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên nhất là người đứng đầu về việc học tập và làm theo bác thông qua việc học tập quán triệt chuyên đề của hội cựu chiến binh huyện vũ quang nhằm khơi gợi mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc của nhân dân nói chung, của hội viên hội cựu chiến binh nói riêng, có phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển đại hội 13 của Đảng đã xác định. Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Nguyễn Quốc Việt đề nghị mỗi cán bộ hội viên Hội Cựu chiến binh huyện Vũ Quang thấm nhuần tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, đặc biệt là chuyên đề năm 2021 về phát huy ý chí tự lực tự cường, khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh hạnh phúc qua đó nỗ lực cùng Đảng bộ chính quyền huyện Vũ Quang triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu nhiệm vụ xây dựng huyện Vũ Quang đạt chuẩn huyện nông thôn mới nâng cao trong thời gian sớm nhất. Cũng tại hội nghị, Hội Cựu chiến binh huyện Vũ Quang đã hướng dẫn công tác chuẩn bị đại hội Hội Cựu chiến binh cấp cơ sở nhiệm kỳ 2022-2027 và một số nhiệm vụ trọng tâm về công tác hội, việc phát huy vai trò của Hội Cựu chiến binh trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh năm 2021 và những năm tiếp theo.